Toyota Avanza hoàn toàn mới vừa chính thức trình làng tại thị trường Philippines, với thiết kế lột xác cùng hàng loạt tính năng được nâng cấp. Theo đó, Avanza 2022 có thiết kế khác biệt so với người tiền nhiệm, mặt trước bắt mắt hơn với lưới tản nhiệt hình lục giác. Hệ thống đèn pha LED sắc sảo. Logo Toyota đặt phía trên lưới tản nhiệt, hai cụm đèn pha được nối liền nhau bởi một nẹp kim loại mạ chrome nhỏ và một khe hút gió. Ngoài ra, kích thước tổng thể dài rộng cao của Toyota Avanza 2022 là 4.395mm, 1.730mm, 1.700mm, tăng đáng kể so với bản cũ. Nội thất Toyota Avanza 2022 được cải tiến với bảng điều khiển gọn gàng hơn, trang bị bảng điều khiển trung tâm phong cách hơn với viền bạc và dải đèn chiếu sáng xung quanh, màn hình cảm ứng thông tin giải trí kích thước lớn đặt nổi, kích thước lớn nhất là 9 inch. Một số tính năng và công nghệ nổi bật trên Avanza 2022 có thể kể đến, cổng USB, công nghệ an toàn VSC, ABS, EBD, hỗ trợ phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hai túi khí và cảnh báo thắt dây an toàn toàn bộ ghế. Toyota Avanza 2022 sử dụng hai tùy chọn về động cơ, bao gồm động cơ 1.5 lít với công suất 106 mã lực và mô men xoắn 140 Nm và động cơ 1.3 lít với công suất 98 mã lực và mô men xoắn 121 Nm. Đi cùng với hai tùy chọn động cơ này, lần lượt là hộp số sàn 5 cấp và hộp số CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Toyota Avanza 2022 được phân phối tại Philippines với 4 phiên bản cùng giá bán dao động từ 360 triệu đến 460 triệu. Tại Việt Nam, Toyota Avanza 2022 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 này với mức giá khoảng 520 triệu đến 590 triệu. Xe sẽ được nhập khẩu từ Indonesia. Như vậy, các trang bị trên Avanza 2022 sắp ra mắt tại Việt Nam gần như tương tự thị trường nước bạn. Xe cổ XX